đọc báo vẻ để thấy những cái loa tuyên truyền của Đảng Việt Cộng lố bịch và kịch cỡm ra sao. Đọc báo vẻ để thấy một xã hội thối rữa nhầy nhụa thế nào dưới ách cai trị độc tài của lũ độc ác phi nhân Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Khôi xin kính chào quý vị. Một lần nữa cùng với Hoàng Tuấn, chúng tôi xin trở lại với quý khán thính giả của SBTN trong chương trình đọc báo vẹn ngày hôm nay. Hoàng Tuấn xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tới ngồi tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay anh em chúng tôi trở lại với chương trình đọc báo vẹn. Thấm thoát mà chương trình thực hiện cũng khoảng được 2 tháng. Và Hoàng Tuấn cũng vui là đã được quý vị gửi email về khuyến khích, về nhắc nhở, rồi đóng góp thêm những tài liệu. Nhưng mà riêng cá nhân Hoàng Tuấn thì cũng hơi lo, là bởi vì đọc báo vẹm nhiều như thế này, chúng tôi sợ mai mốt lỡ nó lậm một đồng người, chúng tôi cứ xài toàn những cái chữ là sự cố, rồi là hồ hởi, phấn khởi thì là không cả việc. Nhưng là mỗi ngày đều phải nói chuyện live với quý thính giả của Đài Phát Thanh Quê Hương ở trên làn sóng AM 1120 tại địa phương. Nhưng mà thưa quý vị, hy vọng là chuyện đó nó không xảy ra. Thế Hoàng Tuấn ngày hôm nay thì có phải chăm chú với tờ báo Công An, thì nhờ anh đọc có một cái bài gì rất là hot và muốn chia sẻ với mọi người, mà Hoàng Tuấn trước đi. Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin chia sẻ với quý vị và Nguyên Khôi một bài báo nói về Đài Á Châu Tự Do. Tiếng nói lạc lõng từ nước Mỹ, chúng tôi thấy rất là tội nghiệp cho đài phát thanh này. Đây là một bài báo trích từ báo Công An thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người châu Á không lại vì những luận điệu xuyên tạc vu khống mà cái gọi là Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do phát đi từ Washington về tình hình ở nước họ. Mới đây lại một lần nữa, Á Châu Tự Do tung ra những thông tin sai sự thật về tình hình Việt Nam. Khi chương trình phát thanh sáng ngày 1 tháng 6 của đài đưa tin, nhà cầm quyền Việt Nam đe dọa sách nhiễu và cấm tổ chức đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế, Bình Định. Thưa quý vị, trong này phần tiếp theo của bài báo là thực tế đã diễn ra hoàn toàn trái ngược với những thông tin do Đài Á Châu Tự Do đưa ra. Thì trong này người ta nói là những ai mà có mặt tại Thừa Thiên Huế và Bình Định đó thì cũng được chứng kiến là lễ Phật đản đã được tổ chức rất là trọng thể và đã được rất nhiều các ban ngành đoàn thể tham dự, rồi ở Bình Định cũng vậy. Và bài báo này á, lễ Phật đản thì các Phật tử đến tham dự chứ tại sao lại các ban ngành đến tham dự, anh có nói chuyện sai không đấy? Cái này là đảng và nhà nước chúng ta quan tâm tới vấn đề tôn giáo đó. Ở chỗ nào mà có quan tâm tới các thầy, các sư, vấn đề quan tâm tới Phật tử thì ít, nhưng mà tôi nghĩ chắc quan tâm tới những cái phẩm vật thì nhiều. Và ở trong bài báo này người ta nói là tổ chức rất là trọng thể, rồi có tất cả nhiều người đến tham dự. Và trên khi mà chúng tôi xem ở trên internet á, trên này có một cái hình là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đi dự đại lễ Phật đản. Thì quý vị, chúng tôi thấy cái điều này nó cũng hơi tức cười là như thế này: những người cộng sản là những người vô thần, những người là nói tôn giáo là thuốc phiện của đời sống, mà bây giờ là đưa tin là đi tham dự lễ Phật đản. Và bên cạnh đó, đương nhiên, tại sao Đài Á Châu Tự Do đưa tin là nhà cầm quyền Việt Nam đe dọa sách nhiễu và cấm tổ chức đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế và Bình Định? Bởi vì những người nào mà thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một giáo hội độc lập, không chịu sự quản lý sai khiến của đảng và nhà nước, thì khi mà tổ chức lễ Phật đản thì bị cấm. Đó là cái chuyện rất là rõ ràng. Nhưng đây là cái điều mà quý vị và anh Nguyên Khôi nên để ý một chút xíu nha. Thế nhưng vì sao RFA, tức là Đài Á Châu Tự Do đó, lại đưa tin như vậy? Âu là cũng có nguyên nhân của nó. Trước hết, Á Châu Tự Do được lập ra là để tác động tư tưởng, lung lạc tinh thần của nhân dân các nước châu Á mà đế quốc Mỹ muốn lôi kéo theo quỹ đạo tự do của chúng. Đây, thưa quý vị. Lâu lâu có lòi ra mà. Là đế quốc Mỹ nha. Thế mà khi mà thằng phản động này, xen đồng quốc tế này, nó không cho chủ tịch nhà nước ta sang thăm là chúng ta sốt cả vó. Chúng ta với lại cũng phải để ý anh ạ. Nếu như vậy không chịu Nguyễn Minh Triết kia này, ông sang đây lại bị thằng đế quốc lôi kéo lại còn mệt nữa. Nó lung lạc còn mệt nữa. Đây nữa anh nha. Mỗi năm nhà cầm quyền Mỹ chi hàng chục triệu đô la cho những cái loài này. Thì chúng tôi thưa với quý vị là một nước lớn như nước Mỹ, khi mà cần thì suông xoe bờ đỡ, mà khi ghét thì vẫn còn gọi là đế quốc Mỹ. Chính từ chỗ này mà chúng tôi nghĩ tới thân phận bọt bèo của những nấm ruột phương xa, trong đó có Hoàng Tuấn mình, Nguyễn Cô đang ngồi đây. Đấy,
Nếu như mà làm ăn có tiền có bạc ấy, thì là yêu nước nha. Mà lạng quạng là chúng tôi sẽ là những khúc ruột chiên giòn. Là rất là coi chừng. Thưa quý vị, cái này không phải là nói đùa. Mà sự thật rõ ràng là báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chứ không phải là chúng tôi đặt ra. Rồi, phương pháp tuyên truyền của Đài Á Châu Tự Do vẫn là bốn cũ soạn lại. Từ thời chiến tranh lạnh. Nghĩa là sử dụng cách tuyên truyền trắng, tuyên truyền đen và tuyên truyền xám. Tuyên truyền trắng nghĩa là nói sự thật với những diễn biến có thật ở một mục tiêu nào đó. Nhưng cách lựa chọn sự kiện lại được định hướng rất rõ ràng. Và đó thường là những sự kiện tiêu cực mà ngay chính các nước đó cũng đang đấu tranh để loại trừ. Đưa tin như vậy, Á Châu Tự Do làm ra vẻ là ta đây khách quan. Nhưng đằng sau bản tin là ý đồ xấu, không phải ai cũng dễ nhận ra. Tuyên truyền đen là tin dựng đứng, vu khống hoàn toàn, nhằm làm rối loạn xã hội, gây mất niềm tin. Ở đây thiếu một yếu tố nữa là tuyên truyền đỏ. Tuyên truyền đó là vừa là đàn áp nè, dựng đứng nè, vu khống, hăm dọa nữa. Cái này thiếu một cái yếu tố tuyên truyền đỏ. Nếu mà tới cái đó thì cái đó là phải mấy trăm triệu anh ạ, chứ không phải mấy chục triệu mà làm được. Có một cái điểm này chúng ta cần phải lưu ý nè. Cần phải nêu rõ, trong thời gian qua, các phóng viên của Á Châu Tự Do thường móc nối liên lạc với những phần tử bất mãn, những người đi khiếu nại khiếu kiện để kích động họ chống lại chính phủ Việt Nam với những luận điệu đòi hỏi dân chủ nhân quyền. Điểm này chúng tôi muốn thưa với quý vị là những tờ báo trong nước có tới 600 tờ báo mà không có một phóng viên nào liên lạc với những người dân đi khiếu kiện để xem thử là cái nguyện vọng của người ta như thế nào. Tại sao người ta là gia đình liệt sĩ, gia đình cách mạng, những người nông dân chân chất chân lấm tay bùn mà phải bỏ ruộng bỏ vườn lên ra tận Hà Nội sống vất vưởng ngoài vườn hoa mai Xuân Thưởng để đi khiếu kiện, mà 600 tờ báo không có một phóng viên nào đi làm công việc đó mà phải để cho phóng viên của Đài Á Châu Tự Do. Rồi nó là đây là một hành động vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền của một quốc gia mà Mỹ đang có quan hệ ngoại giao. Cho nên nó là đế quốc quan hệ ngoại giao. Thế là cái này người ta nói là cái câu trên chửi câu dưới. Thì, thưa quý vị, đây là báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh viết như vậy đó. Rất là cay cú. Vâng, thưa quý vị, là tại vì hiện nay thì Đài Phát thanh Á Châu Tự Do cũng như những đài phát thanh tiếng Việt từ hải ngoại gửi về nước, và đặc biệt là những đài có cái quan điểm đi ngược lại với cái chính sách cai trị của nhà cầm quyền Hà Nội đó, thì đều bị nhà nước chiếu cố rất là kỹ. Chúng tôi cũng mới nhận được một thư từ email từ Linh Mục Phạm Văn Lợi gửi ra cho biết là hiện nay thì đồng bào trong nước theo dõi rất là kỹ, theo dõi rất là chặt chẽ những cái bản tin được loan từ các đài từ ngoại quốc phát về đã cho tự do dĩ nhiên rồi, và trong những đài đó cũng có Đài Phát thanh Quê hương nữa. Chắc là quý vị cũng đã nghe nói là Đài Phát thanh Quê hương thì đã bị Cộng sản Việt Nam lên án là một đài phát thanh cực kỳ phản động, phát thanh từ hải ngoại, mà chúng tôi gọi nói thẳng là gửi tiếng nói chống cộng về quê nhà. Chống cộng là làm gì? Chống cộng để đòi là tự do dân chủ cho người dân trong nước. Đài truyền hình SBTN đó. SBTN mà đó là những cái đài nghèo bởi vì toàn loa rẻ. Còn cái đài này thì loa không rẻ nha. Tại vì đó mỗi năm nhà cầm quyền Mỹ chi hàng chục triệu đô la cho những cái loa này, mà ngay cả bây giờ trong nước muốn mua loa cũng phải mua loa của Mỹ nè. Người dân trong nước nghe những đài như đã cho tự do và những đài như Đài Quê Hương rất là nhiều, tại vì nói lên những cái điều mà người dân trong nước muốn nghe hoặc là họ muốn nói họ cũng nói được. Đó là chị dạ bây giờ xin lỗi Nguyên Khôi. Thưa quý vị, khi đề cập tới vấn đề tôn giáo thì chúng tôi xin thưa với quý vị có một câu chuyện xảy ra ở miền Bắc Việt Nam. Ngay thời buổi bây giờ là thông tin liên lạc mở rộng như vậy mà tôn giáo vẫn còn bị đàn áp. Quý vị cứ thử tưởng tượng trước năm 1975, khi mà thông tin còn bưng bít chứ không phải được như bây giờ là bưng bít không được nữa, thì những người hoạt động tôn giáo với các linh mục, các nhà sư bị đàn áp tới mức độ nào. Thì có một linh mục nọ, cha dứt khoát là cha không chịu sự điều khiển của đảng và nhà nước, của chính quyền địa phương. Ông người miền Bắc đó. Ông người miền Bắc đó, đúng rồi. Và khổ một nỗi đó là khi cha nói thì dân nghe, mà cán bộ nói thì dân không nghe. Thì cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đảng ủy địa phương lúc nào cũng là liên tục tới vận động tuyên truyền để mà lôi kéo cha, nhưng mà cha không nghe. Thế thì khi đến tuổi già rồi, lúc mà sắp về với Chúa rồi, thì cha bị bệnh rất nặng và cha sắp qua đời. Thì lúc đó đảng ủy địa phương và Mặt trận Tổ quốc cũng cử người tới bây giờ cố gắng một lần cuối cùng để xem thử là cha có chuyển hướng không. Thì bây giờ những người đó mới nói như thế này: bây giờ thì ngài, gọi ngài đàng hoàng nhé, ngài cũng gần đất xa trời rồi, thế thì ngài có cái nguyện vọng gì, đảng ủy địa phương và Mặt trận Tổ quốc sẽ làm thực hiện theo ý của ngài.
Thì cha nói, tôi thì không có ý nguyện gì. Tôi chỉ muốn là khi tôi mất ấy, thì tôi cần có hai đảng viên cao cấp trung kiên ở bên cạnh tôi. Đảng ủy ngâm mừng quá. Thế này là một cái dấu hiệu là đã giác ngộ cách mạng. Nó cái việc gì chứ việc đó thì ngài khỏi phải lo, chúng tôi sẽ cử ngay hai đảng viên cao cấp xuống. Nhưng mà ngài cho biết cái lý do tại sao như vậy. Xin lỗi là trước tới giờ ngài vẫn có những cái điều mà là không có thân thiện với chúng tôi. Tại sao bây giờ như vậy? Thì thưa thật với các ông, tôi là con chiên, tôi là con của Chúa. Tôi noi gương Chúa tôi. Khi mà Chúa mất thì hai bên có hai thằng ăn trộm. Thế thì cũng thua cha luôn. Đó là chuyện vui Hoàng Tuấn vừa kể cho chúng ta nghe. Hoàng Tuấn cũng nhắc đến đài Á Châu Tự Do và bài báo đăng trên báo Công an của Cộng sản Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi đi vào cái chủ đề chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay là thi. Tại vì mùa này đang là cái mùa ở Việt Nam, các em học sinh hoặc là đã thi xong rồi hoặc là chuẩn bị thi, cho nên cái đề tài thi nó rất là hot anh ạ. Tức là anh nói về vấn đề giáo dục đó. Giáo dục nói chung. Giáo dục nhưng mà hôm nay chúng ta giáo dục thì nó có nhiều khía cạnh lắm, dạy rồi thi rồi thực tập rồi vân vân rồi vân vân. Nhưng mà đó là đề tài khó nè. Sao vậy? Bởi vì ở đối với chế độ xã hội chủ nghĩa thì hình như là không có giáo dục. Người ta có bộ giáo dục mà anh nói là không có giáo dục. Nếu mà có giáo dục thì làm sao lại một ông cán bộ cao cấp lại mang bố mình ra mà đấu tố? Giáo dục cái gì kỳ vậy? Thưa quý vị, chúng tôi thấy một số những báo chí, tại vì đang là mùa thi, cho nên báo chí Cộng sản Việt Nam nói nhiều về những cái đề tài liên quan đến chuyện thi. Thì có một cái câu chuyện chúng tôi thấy ở đây, bài báo ra ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 6 năm 2007, với đề tài nó rất là gọi là thời sự xã hội đen anh ạ. Nói chuyện thì vượt tường rào cướp đề thi. Quý vị tin đăng trên báo rõ ràng quý vị nhá. Cái này anh cho tôi xin để tôi về tôi viết chuyện hình sự. VN Express ngày 1 tháng 6 tại hội đồng thi trường bán công Tiên Lãng Hải Phòng, khi giám thị vừa phát đề môn toán là lập tức có hai thanh niên vượt tường rào vào cướp đề thi. Rõ ràng như vậy, lực lượng công an đã bắt ngay hai người này. Và thưa quý vị, trước đó thì tại hội đồng thi trung tâm dạy nghề Hồng Bàng phát hiện một trường hợp đến thi hộ. Vâng, và thưa quý vị, cái câu chuyện liên quan tới vấn đề thi nó là ở cái chỗ như thế này. Hiện nay thì cái tình trạng trước đây nhiều năm thì người ta nói cái chuyện bằng giả, bằng mua, rồi bằng cấp cho nhau theo cái kiểu như anh là chính kinh tế, thì tôi là chính bách khoa. Anh cấp tôi một cái, tôi cấp lại cho anh một cái. Đó là hai ta cũng có lời. Là trao đổi. Trao đổi văn hóa đó mọi người. Hồi trước đây, những năm về trước thì người ta nói nhiều về những cái chuyện đó. Nhưng mà thời gian gần đây thì thưa quý vị, cái tình trạng, cái tệ nạn xảy ra liên quan tới những cuộc thi càng ngày nó càng đến một cái mức độ phải nói là rất là đáng ngại. Là tại vì những vụ gian lận thi cử nó xảy ra quá nhiều, xảy ra một cách công khai và xảy ra có kế hoạch. Và một cái điều nguy hiểm nữa là xảy ra đồng loạt, xảy ra hàng loạt các nơi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng những cái chuyện như thế này nó không phải chỉ xảy ra tại một nơi mà nó xảy ra tại rất nhiều nơi. Khi mà người ta đã phải đưa lên báo như thế này có nghĩa là cái tệ trạng nó đã phổ thông rất là nhiều. Quá nặng rồi, không có cái thuốc chữa. Nhưng mà lý do tại sao mà lại có cái chuyện mà thi cử nó gian lận như thế này? Thưa quý vị, cái điều này nó không lạ. Tại vì không biết là Hoàng Tuấn có để ý một điều không, là tại vì ngay trong cái xã hội mà muốn sống, muốn vươn lên, cái cách duy nhất là chỉ có gian dối thôi. Tại vì phải mánh mùng. Phải mánh mùng thôi. Là tại vì nếu mà mình học như người khác á, học như những bạn bè á, thì mình có cái sức của mình thì điểm trung bình 5 chẳng hạn như vậy, mình chỉ có 6-7 thôi. Là cũng là khá rồi, đủ cái mức, đủ cái tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà nếu như vậy mình không bao giờ mà vươn lên được trong một cái xã hội mà những người khác toàn điểm 10 không à. Mà những đứa khác nó điểm 10 á, là tại vì hoặc là cha mẹ nó cán bộ lớn, hoặc là gian lận, hoặc là nút lót cho thầy cô giáo, rồi thầy cô giáo bán đề cho học sinh, hay thầy cô giáo giải đề cho học sinh trước đó, hay lộ đề cho học sinh. Những đứa bạn mình nó tốn một tí tiền thì nó được điểm 10. Còn mình học cố gắng hết sức thì mình chỉ có được điểm 6, điểm 7. Thì nếu mà như vậy mình không vươn lên được thì thôi, bằng tại sao người khác có thể gian lận và có thể thành công trong xã hội được, mình không làm cái điều đó. Và chính từ cái suy nghĩ như vậy ngay từ hồi còn nhỏ, nó đã trở thành một cái hiện tượng này rất là phổ biến trong các trường học, và điều này rất là nguy hiểm. Cái vấn đề mà gian lận sống mánh mung như thế này thế khác đó, nó gần như là một cái tiêu chuẩn sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì nếu không như vậy thì không thể nào tồn tại được.
cứ ngày này qua ngày khác nó đào tạo con người ta từ nhỏ cho đến lớn trở thành thói quen. Chứ còn hồi xưa người ta đã dạy là nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Đúng như vậy. Nhưng mà cái môi trường xã hội nó đào tạo như vậy. Và người xưa đó người ta nói là trước năm 75 chẳng hạn như vậy, đôi khi có một vài tình trạng mà gian lận bị bắt quả tang những phòng thi tú tài. Thì thường thường đến lúc đó là thi tú tài người ta mới bị vì một lý do nào đó học hành không có tốt cho nên khi đi thi sợ bị rớt cho nên phải gian lận. Mà những trường hợp đó rất là hỏa hiếm mà bị bắt như vậy thì nó chỉ xảy ra cái mức độ đó thôi. Còn bây giờ ngay thi tiểu học cũng đã gian lận rồi anh ạ. Trình độ văn hóa bây giờ cao hơn. Nguyễn Khôi và Hồng Tuấn xin trở lại với quý vị qua phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹm ngày hôm nay và tiếp tục về đề tài thư cử. Bài báo kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề thi và được đăng cùng trong một cái thời gian. Cái bài báo vừa rồi là đăng trong ngày thứ Bảy, 2 tháng 6, còn bài báo này thì trước một ngày, tại vì cùng trong mùa thi. Cũng trên VN Express và cũng nói về chuyện về đề tài thi cử là có hơn 2.500 thí sinh bị kỷ luật. Chiều không, ngày mùng 1 không có thầy nào cả, không có thầy nào bị kỷ luật. Cái này mới học trò thầy ạ, thầy phần sau. Hơn 2.500 thí sinh bị kỷ luật. Chiều ngày mùng 1 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả nước đã có 2.522 thí sinh bị kỷ luật, gấp hơn 10 lần năm ngoái. Nếu mà kinh tế và tiến bộ như vậy thì giỏi nhỉ. Nếu mà nói theo thuật ngữ báo chí thì nó sẽ nói là cái này là đạt chỉ tiêu gấp 10 lần năm ngoái. Còn thưa quý vị, đó là học sinh anh ạ. Anh vừa hỏi về thầy phải không cơ? Thầy cô phải không ạ? Thầy cô thì có 18 cán bộ vi phạm quy chế thi. Và cùng ngày thì đáp án các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được công bố. Việc một số cán bộ giải đề ngay trong cuộc thi đã vi phạm kỷ cương, nhiều học sinh vẫn tìm cách đưa tài liệu vào phòng thi nên thanh tra vẫn phát hiện tài liệu giấu trong ngăn bàn. Thưa quý vị, lý do là tại vì khi mà đề thi vừa được công bố để cho các học được phát cho các học sinh để bắt đầu làm bài đó, thì các cán bộ đang nhận nhiệm vụ của các anh ấy là đứng quan sát phòng thi để bảo đảm cho các em học sinh làm bài được, không bị ai phiền hà phiền quấy rầy gì cả, để các em tập trung làm bài. Em nào mà lỡ mà có gian lận thì phát hiện có biện pháp xử lý ngay thích đáng. Nhưng mà các bạn ta thì là các bạn ta lại lấy cái đề thi của các em vào giải. Chả lẽ tự nhiên mà giải à? Có ai mà tốt đến cái độ mà cái em thi mình cũng đi thi thử sao mà giải đề thi đây? Thì chắc là giải phải có mục đích anh ạ. Anh không biết, tức là chứng tỏ được cái quan hệ thầy trò rất là gắn bó. Chứ người ta cứ nói là cái chế độ xã hội chủ nghĩa là thầy trò là như thế này thế khác, cái đó sai. Đây là một điều chứng tỏ là quan hệ thầy trò rất là gần gũi và gắn bó, có khi gắn bó cả với phụ huynh học sinh nữa. Tức là trước khi thi phụ huynh học sinh đã có gặp thầy rồi. Gặp thầy. Thưa quý vị, và ngay như ông Nguyễn An Ninh là cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Nguyễn An Ninh, nhưng mà chả có an ninh thế nào. Nói nó vào nó cướp cả đề thi mà an ninh cái gì. Gian lận như thế, tức là cái cách mà vừa phát đề thi ra là các thầy thi nhau đi giải thay vì các thầy kiểm soát các thầy thi nhau đi giải đề thi. Anh phải nói như vậy, anh cứ nói đi giải là ngưng lại thì không được, anh lại tạo sự hiểu lầm cho quần chúng. Gian lận như thế là có tổ chức. Con người không có ý thức thì thật là khó. Dạ vâng. Thì đương nhiên là thầy mà không có ý thức làm sao mà nói học trò có ý thức. Đây là các thầy đấy nhá, nói chuyện các thầy đấy. Và thưa quý vị, bản tin viết tiếp là đoàn thanh tra ủy quyền gồm 2 cán bộ Đại học Thương mại được khen thưởng vì đã dũng cảm phát hiện tiêu cực tại hội đồng thi trung tâm. Thưa quý vị, đi coi thi, gian lận thì bắt. Mà làm như ra chiến trường phải dũng cảm anh ạ. Tại bình thường là những người bình thường là không ai làm chuyện không đó cả. Không mà dũng cảm cả. Vì anh thấy cả nguyên một cái dàn như vậy, người ta đều gian lận mà một người này dám khui ra là dũng cảm. Nhưng mà anh cũng đừng có trách các thầy các cô làm gì. Sao vậy? Bởi vì ngay cả giảng viên đại học như hôm vừa rồi chúng ta nói chuyện đó, vẫn còn nói tự lực văn đoàn là đoàn cải lương thì cái này chả cái gì. Chắc là đoàn cải lương thôi. Cái này là chuyện rất là bé. Chuyện bé thôi. Rồi thì anh còn cái gì tiếp tục không? Dạ vâng, liên quan đến chuyện thi còn nhiều lắm, bài báo thì nó rất là dài. Nhưng mà chúng tôi chỉ lấy ra một vài điểm để thưa chuyện với quý vị thôi, tại vì thời giờ nó có giới hạn trên màn truyền hình. Mà lần sau anh có nói những chuyện này thì anh nhớ anh nói trước cho tôi biết. Để sao vậy? Để tôi mang thêm một chai thuốc nhức đầu. Bởi tôi nghe nhức đầu quá. Cũng liên quan đến chuyện thi cử. Bài báo trước đó một ngày thì đưa tin là đình chỉ chủ tịch hội đồng vì lọt đề thi ra ngoài. Là đề thi cố ý không anh ạ? Hay là vô tình hay cố ý? Đình chỉ có một người thôi à? Một chủ tịch hội đồng.
chiều ngày 30 tháng 5 tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Thanh tra Giáo dục bắt quả tang thư ký Hội đồng thi Nguyễn Thành Bắc đang in sao giải đề vật lý do hai thí sinh tuồn từ trong phòng ra. Thế là cái này nó rất là đồng bộ anh ạ, nó rất là ăn khớp, rất là có hệ thống từ trên xuống dưới, từ thầy đến trò, thầy đưa lên, thầy trò lấy đề thi là trò tuồn ra ngoài, thầy là thầy. Cái này nó gọi là gì? Hợp đồng tác chiến. Thì là chuyện thi cử Việt Nam. Thế quý vị, trò được phát đề thi là trò có nhiệm vụ tuồn đề thi bên ngoài, thầy lấy được đề thi, thầy giải liền. Và chưa hết là tại vì cái này nó có cái gọi là cái sự hợp đồng tác chiến với nhiều phe, nhiều đối tác. Hợp tác là bạn với nhiều đối tác. Anh có vẻ thấm nhuận. Cho nên là phải copy ra. Giải xong phải copy ra anh ạ. Để phân phối. Thưa quý vị. Mà chuyện đó là xảy ra ngay ở trong trung tâm thi. Chứ không phải ở ngoài. Quý vị nhé. Rồi trao đổi với VN Express thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Đặng Văn Hướng cho biết. Và thưa quý vị, bài báo viết tiếp là hơn 1.200 thí sinh bị đình chỉ. Gần 6.000 em bỏ thi. Tối 31 tháng 5, ông Trần Văn Nghĩa, Cục Phó Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau 2 ngày thi, đã có hơn 1.200 thí sinh bị đình chỉ, gần 6.000 em bỏ thi và 7 giám thị bị kỷ luật vì vi phạm quy chế thi. Chiều nay tại một hội đồng thi của tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra hiện tượng bỏ nhầm 9 túi đựng đề thi môn vật lý trong giờ thi môn hóa học, tức là giờ ấy là thi hóa anh ạ. Giờ thi hóa, nhưng mà đưa đề vật lý anh ạ. Thì lý hóa nó cũng giống nhau. Như thế thì ngày mai đến cái giờ mà đến cái giờ thi vật lý thì sao bây giờ đưa đề thi của môn hóa ra? Thì không sao, thì trao đổi. Cái chuyện này đừng có lo, ở Việt Nam có nhiều cái nhầm lắm. Nên là anh cũng nhớ ngày xưa cái ông kia là còn bỏ quên cả nhầm nhận, bỏ quên cả cái bao thư nữa, cả cái bao thư ngoài phi trường. Nên cái chuyện này là chuyện nhỏ. Thí sinh cũng phản ánh các hội đồng trung học phổ thông nhìn chung thì kỷ luật phòng thi cũng được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên một số hội đồng thi bổ túc trung học phổ thông còn hiện tượng thí sinh sử dụng tài liệu. Phòng em nhiều người mang tài liệu vào quay kín đáo một chút là được. Đấy là tâm tình của một thí sinh. Cái này trên báo Vận Cộng chứ không phải là Nguyễn Quốc Phía là quý vị nhé. Một thí sinh tại hội đồng trung học cơ sở Trần Văn Ơn đã cho biết như vậy. Tức là kín đáo thì kín đáo thì được. Đừng có lộ liễu quá. Trần Văn Ơn hình như cũng là tên của một chiến sĩ cách mạng. Nhân chỗ này thì chúng tôi mới nhớ tới cái chuyện như thế này. Anh có biết là lịch sử đoàn bây giờ có thay đổi không anh? Ông vui gì vậy nữa? Trong đó có anh hùng liệt sĩ Lê Văn Tám đó. Sao bây giờ đổi thành Lê Văn Chín? Bây giờ đổi thành Lê Văn Chín rồi. Sao vậy? Sau một thời gian nghiên cứu thì người ta nói là không thể nào để tên Lê Văn Tám được. Sao? Bởi vì vô kho xăng nó đốt ở đó thì là nó phải chín thôi. Thì quý vị sẽ gì, chúng tôi mạnh dạn nói điều này, chúng tôi không dám xúc phạm tới những người mà đã mất, cho dù người đã đứng ở phía nào cũng vậy, nhưng mà sau này người ta cho biết đó chỉ là một nhân vật hư cấu, giả tưởng thôi. Cho nên bây giờ chúng tôi nghĩ đã là giả tưởng thì thôi, tám thì đổi qua chín đi. Không có thật trong đời sống này, không thể nào mà tay tái được. Tiếp theo bài báo đó và cũng liên quan đến chuyện thi cử, điểm nóng Hà Tây, gần 30 công an bảo vệ một điểm thi. Ủa mà sao nó xảy ra toàn miền Bắc vậy anh? Ồ cái đó thì anh hỏi các bạn anh ở nhà, anh hỏi tôi chỉ đọc báo thôi. Cái nôi cách mạng mà sao kỳ vậy? Thưa quý vị, lý do đó mà người ta phải bố trí tới 29, tức là gần 30 công an để bảo vệ một điểm thi là tại vì còn thầy Lê Văn Hưởng, chủ tịch hội đồng thi Phú Xuyên A đã hai đêm không ngủ bởi sợ kiên quyết làm thì sẽ không biết điều gì xảy ra đây. Tức là đụng ngay còn đồng cháu cha, đụng ngay cái gốc cây đà, cây đè đó, đụng ngay cái đám. Như vậy là cái này, ông này noi gương của bác Hồ. Em sao? Đêm nay bác không ngủ. Ngày mai bác ngủ bù. Thưa quý vị, cái chuyện giáo dục của Việt Nam thì nó dài lắm. Không phải chỉ riêng giáo dục mà còn nhiều chuyện khác nữa. Rất tiếc là chúng tôi không còn đủ thời giờ. Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi xin phép tạm dừng chương trình ở đây. Và xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với những đề tài khác. Và hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bị nhiễm những lo lắng lúc đầu, là sẽ không có một cái sự cố gì sau này. Cảm ơn tất cả quý vị. Nguyễn Khôi cũng xin chào tạm biệt quý vị.
quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình của SBTN tại Bắc Cali do Quê Hương Media thực hiện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát hình kỳ tới.